Này Hến, làm cái trò gì thế? Mọc cái mắt để cho đẹp à? Nhìn không biết à? Tay với não thống nhất với nhau đi. Quốc sang nhà tao thì cứ liệu hồn. Này, từ trước tới giờ con này chưa biết sợ bố con thằng nào. Cái thứ người ở đâu khôn vặt, bờ cõi nhà người ta cứ gặm hết thì mai này gánh lúa gánh má đi vào mả bố nhà mày à. Này con chó già kia, mày ăn nói cho cẩn thận không tao banh họng mày ra đấy. À, mày vào đây mà banh, tao lại sợ mày quá. Mày lại thách nhà tường húp rau à. Này hai cô kia, hai cô kia dừng lại ngay. Chửa mày, chửa đi, mày chửa đi. Bác cứ để em dạy cho nó một trận. Mật đây, ruồi vào mà bâu. Thế hai cô làm sao mà cào cấu nhau ở đây? Ruộng nhà em gần nhà cái con mắt dậy này, suốt ngày nó phạt góc phạt bờ lấn chiếm đủ kiểu. Bây giờ bé ti sinh ra cái đường chung để đi tham lam ích kỷ, có nghĩ gì cho ai. Bắt tận tay dây tận chán thì hẵng nói nhá. Tao mà bắt được ấy thì cái tay của mày không cầm được cháo mà tọng vào mồm đâu. Giàu nghèo gì có một hàng lúa mà phạt cái bờ đi thành bé tí bé teo, đi làm sao nổi. Mà các cô cũng cùng làng cùng nước với nhau, ra trông với nhau, vào nhìn thấy nhau, làm sao cho hợp lý thì làm. Nghĩ được như bác thì đã chẳng có cái loại tiểu nhân. Này, không phải cạnh khóe. Sống làm sao để cho có người quý người thương, đừng vì mấy cái chuyện vớ vẩn tầm thường mà ghét nhau.